khám phá cao cao đô thị Kawasaki KLX250, giá từ 154 triệu đồng tại Việt Nam. Kawasaki KLX250 mang đậm chất cao cao với giảm xóc trước hành trình, mâm xe cỡ lớn, xe đang được phân phối chính hãng với hai phiên bản. Kawasaki KLX250 là dòng xe tiền nhiệm thay thế mẫu KLZ250 từng được giới thiệu vào những năm 70 của thế kỷ trước. KLX250 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2006, đây là dòng xe cào cào đa dụng có thể chạy trên phố. Bên cạnh KLX250, Kawasaki còn có thêm hai dòng xe cào cào đa dụng khác là KLX230 và KLX650. So với dòng xe cào cào chuyên dụng, KLX250 được trang bị thêm các bộ phận như gương chiếu hậu, hệ thống đèn chiếu sáng. Hướng đến khả năng vận hành hơn là những công nghệ, Kawasaki chỉ trang bị cho KLX250 hệ thống đèn sử dụng bóng halogen cơ bản. Nhược điểm của bóng halogen so với bóng LED là khả năng chiếu sáng kém, bù lại chi phí thay thế rẻ hơn nhiều lần. Dàn chân của một chiếc cào cào rất quan trọng, xe sử dụng bộ lốp gái giúp tăng độ bám khi chạy trên đường đất, nhưng vẫn có thể chạy trên đường nhựa. Giảm xóc trước hành trình ngược đường kính 43mm với hành trình lên đến 255mm. Bánh trước đường kính 21 inch và bánh sau là 18 inch. Cụm đồng hồ của KLX250 có thiết kế tối giản với màn hình LCD đơn sắc và những đèn báo các thông tin bên dưới như nhiệt độ động cơ, đèn FE, số N. Chiều cao yên xe 889mm khiến cho những người có chiều cao dưới 1,7m gặp khó khăn khi chống chân. Phía sau yên được trang bị sẵn một túi nhỏ cho phép người lái, có thể chứa được những vật dụng sửa xe cơ bản. Thiết kế phía sau của KLX250 tương đối gọn gàng với đèn hậu được vuốt nhọn, đèn báo rẽ có thiết kế hình oval và tách xa đèn chính. Hai bên tấm nhựa ốp phía sau là vị trí của ống xả và bình chứa nước giải nhiệt. Sức mạnh của Kawasaki KLX250 đến từ động cơ một xi lanh 249cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất 21,5 mã lực tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 20,5 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp. Xe không có các công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái như chống bó cứng phanh ABS, hệ thống xăng số nhanh. Hiện tại Kawasaki KLX250 đang được phân phối với hai phiên bản màu sắc bao gồm màu xanh trắng và màu camo. Mức giá lần lượt cho hai phiên bản trên là 154 đến 157 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.